Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Video này mình giới thiệu cho các bạn về dự án rất tiềm năng trong những thời điểm giữa năm 2020, đó chính là dự án có tên là Tozex. Ở đây là một cái nền tảng tiền tử cho phát hành tài chính và giao dịch. Thì các bạn có thể thấy đây chính là website chính thức có tên là Tozex.io. Và Tozex là gì? Đây là một cái nền tảng tài chính kết hợp module phát hành mã thông báo token park cho phép khởi chạy chiến dịch TP cộng đồng dựa trên mã thông báo của ICO, STO và GROW với thị trường tài sản tiền tử. Vậy thì với cái hợp đồng thông minh này thì nền tảng của họ sẽ sử dụng sức mạnh như một bên thứ ba không tin cậy để quản lý các phát hành mã thông báo, được duy trì bởi một cái thư viện nguồn mở và số đặt hàng trao đổi tập trung, quản lý hồ sơ dự thầu và yêu cầu được kiểm toán công khai bởi bất cứ ai, tránh cái sự mở đục vào trong thị trường. Và cái giao diện này, giao diện người dùng được thiết kế thân thiện để cải thiện trải nghiệm người dùng mà không bỏ qua bảo mật. Thì các cái chức năng giao dịch và phát hành mã thông báo của chúng tôi được phát triển để tạo lợi nhuận thuận lợi cho các sự tương tác của người dùng với cái hệ sinh thái tài sản điện tử hiện tại. Minh bạch, một trong những đặc điểm chính của blockchain là mang lại sự minh bạch giữa các bên liên quan. Hơn nữa, phiếu bầu của cộng đồng là một thực tế quan trọng để liệt kê một tài sản điện tử mới trên nền tảng của chúng tôi sau khi xây dựng nội bộ. Vậy thì cái giải pháp blockchain là gì? Cái nền tảng của chúng tôi là một cái giải pháp bất khả thi về blockchain để người dùng của chúng tôi chọn mạng blockchain phù hợp nhất theo lựa chọn của họ, tùy thuộc vào các trường hợp sử dụng của họ. Tozex đã được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc token hóa nền kinh tế hiện tại của chúng tôi và nhằm bảo vệ các lợi ích của doanh nhân, nhà đầu tư và thương nhân. Đối với người dùng thì thứ nhất là về doanh nhân, khởi chạy các chiến dịch gây quỹ bằng tiền tử ICO, STO hoặc GROW. Đấy, mở rộng nhận thức về các dự án đầy hứa hẹn của bạn bằng cách gửi nó cho cộng đồng của chúng tôi, tiết kiệm thời gian và chi phí quan trọng, tạo điện tử của bạn với một thị trường thanh khoản bền vững, xác định các cơ hội đầu tư giai đoạn đầu vào các cái dự án độc quyền, so sánh lợi nhuận và rủi ro của từng dự án, đầu tư lỏng để đầu tư hoặc lấy các cái khoản đầu tư của bạn trong một nền tảng duy nhất, được thông báo về các hoạt động của các cái dự án của bạn. Thì thương nhân ví dụ như là ví tiền gửi đa chữ ký để giữ an toàn cho tiền điện tử của bạn này, các cơ hội độc quyền để giao dịch điện tử mới, sổ đặt hàng phi tập trung, thông tin thị trường và dữ liệu thị trường trực tiếp. Với cái tín đồ thưởng thì đây là một cái cách sáng tạo để góp cho sự phát triển dự án. Mỗi cơ sở với quỹ cộng đồng mới cho phép một công ty tài trợ cho sự phát triển của mình bằng cách mượn tiền tử từ những người đóng góp trên khắp thế giới. Ở đây là một cái giải pháp thay thế cho các cái ICO hoặc STO mà không gian điện tử đang chờ đợi. Đấy, thì dưới đây là một số những câu hỏi thường gặp, ví dụ như là họ sẽ hỏi về cái vấn đề mã thông báo token như thế nào này. Đấy, và họ đang chuẩn bị chiến dịch cung cấp phần thưởng cho các tín đồ mã pro nhá. Và khi nào nhận được token Z này, thì các nhà đầu tư sẽ có thể bán mã thông báo của họ sau khi mã thông báo sẽ được liệt kê trên nền tảng 3 tháng sau khi kết thúc chiến dịch pro. Đấy, và dưới đây là một số những quy trình khác. Đây là một số những cụm sự, những cái phương tiện truyền thông tham gia quảng bá cho cái dự án Tozex này. Thì các bạn có thể tìm hiểu qua những bài đọc giới thiệu về dự án Tozex qua những trang này, ví dụ như là trang Hacking Noon này, Trading View, Blockchain, Reddit, vân vân. Và ngoài ra này, để tìm hiểu rõ hơn chi tiết về cái dự án Tozex này thì các bạn có thể tìm hiểu qua cái bản white paper. Bản white paper này dài 75 trang, nó sẽ thể hiện cái tầm nhìn sứ mệnh của dự án này, những cái điểm mà tích cực, những cái mặt những cái mà các bạn quan tâm nhất, ví dụ như về cái quy trình hoạt động này, những ứng dụng của dự án vào đời sống như sao, hoặc mã thông báo được triển khai bán như nào, lộ trình phát triển của dự án như nào, được thể hiện rất rõ trong cái bản white paper này. Các bạn có thể tìm hiểu những cái thông tin thông qua những cái phần mục lục này. Đó, ví dụ như phần token Zex, các bạn click vào đây thì các bạn sẽ tìm được hiểu được phần Tozex custom này. Đó, thì trước đây là một số những giới thiệu của mình về dự án Tozex này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.